Tinh Hoa, đạo đời xin kính chào các anh chị và các bạn. Kính chào cả nhà. Con trai mình hỏi. Ba ơi, khi nào thì con trưởng thành vậy ba? Con nghe ba trả lời nhé. Con ơi, cây lớn từ mầm. Con người thì lớn từ tâm trưởng thành, ngày con thông hiểu pháp lành thì con rõ được ngọn ngành thế gian có phải càng lớn tuổi thì càng trưởng thành không ba? Thông thường theo quy định của xã hội thì đại đa số các nước trên thế giới quy định đủ 18 tuổi là đủ tuổi pháp lý trưởng thành để lao động, có khả năng tự nuôi sống bản thân và biết chịu trách nhiệm với bản thân. Còn về đạo đức làm người, tức là đạo đức nhân bản, nhân quả thì càng có đạo đức làm người tức là càng ít làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh thì càng trưởng thành con à. Vậy có lớp học không ba, có đó con, có 8 lớp học từ thấp đến cao bắt đầu từ 1, tránh kiến, 2, tránh tư duy, 3, tránh ngữ, 4, tránh nghiệp, 5, tránh mạng, 6, tránh tinh tấn, 7, tránh nhiệm và lớp thứ 8 là tránh định. 8 lớp này phân ra 3 cấp là giới, định, tuệ con có tên gọi là Tam vô lậu học. Vậy học các lớp này có phải vô chủ quỳ lạy van xin phật phù hộ độ trì tụng kinh gõ mõ hay cúng bái gì không ba không đâu con trai làm vậy không đúng với chân lý của đức phật đâu chỉ cần con học cho thông hiểu và áp dụng bản thân mình thôi con dạ vậy hay quá ba con thấy quỳ lạy van xin cầu cạnh nó sai sai mà giờ mới rõ tại sao con nghe mọi người nói giả ra con nít là sao hả ba thì khi con người già đi thì cơ thể ốm yếu lầm cầm, không làm chủ được thân và tâm, tâm bị si mê, lú lẫn không còn tỉnh táo, mặt khác càng già càng khó tính vì trong đời sống trước đó họ không xả bỏ tham. Sân si mà càng huân tập, tức là thâu nạp, thêm vào nên khi già thì cơ thể càng si mê, lú lẫn, không sáng suốt, và khi nhân quả vô thường kéo đến nên đau ốm khó chịu nhăn nhó, trái tính trái nết đó con. Vậy người tu học giới, định, tuệ họ có bị như vậy không ba? Không đâu con, vì Đức Phật dạy con đường này là để làm chủ bốn nổi khổ kiếp người sanh lão bệnh tử. Sanh ở đây là sanh sống chứ không phải sanh đẻ. Do trong đó có làm chủ lão nên họ không bị si mê, già nhưng an vui sáng suốt và có ý chí kiên cường và trí tuệ. Con nghe bài kệ này nhé. Vui thay giả có giới, vui thay tín an chú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm. Vâng hôm nào ba nói rõ thêm làm chủ ba nỗi khổ còn lại là xanh bệnh tử nữa nghe ba ừ con trường lão có dạy cả rồi để ba đưa cho con đọc dạ cho con hỏi thêm tâm là gì vậy ba có định nghĩa tâm rõ ràng không ba có đó con hôm sau ba sẽ trả lời cho con nhé hôm nay nói chuyện đến đây thôi vâng con cảm ơn ba vĩnh quảng kính ghi và sẻ chia. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, chia sẻ, để lại bình luận, theo dõi và đăng ký kênh để động viên sách tấn mình ra video tiếp theo nhé. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.